Chào anh chị, em Vinh đang có mặt tại dự án Sun Group Hà Nam và ngay phía sau lưng em là khu vực nhà mẫu của dự án Sun Urban City nằm tại quỹ đất 6,5 hectare cạnh Sun World Hà Nam. Và ngay phía bên này anh chị cũng có thể nhìn thấy là công trường Sun World đang thực hiện san lấp rất là nhanh, tiến độ rất là khác, thay đổi theo từng ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái hình ảnh tiến độ mới nhất của Sun Group Hà Nam. Chào anh chị, em Vinh đang có mặt tại dự án Sun Group Hà Nam, có cái tên thương mại là thành phố thời đại Sun Urban City. Và đây là cái không gian, cái trục cảnh quan rộng 150m, trục đại lộ lớn nhất của Sun Urban City Hà Nam. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái con sông rộng 50m và dài 1,5 km thì đang được chủ đầu tư họ thi công kiến tạo. Hiện tại thì đang múc cái lòng sông ở đây và đã hoàn thiện một phần cơ bản rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái lòng sông rất là rộng và hiện tại công trường đang thi công rất là tấp nập. Và dự kiến thì sẽ có cái khoảng giá RUMO trong khoảng tháng 7 tới đây, khoảng ngày 18 tháng 7 sau lễ kick off thì sẽ có giá RUMO của dự án Sun Urban City Hà Nam. Còn đây là không gian của dự án phía trục đường đại lộ mà chủ đầu tư họ đang xây dựng. Ở phía bên này chính là cái cụm trung tâm hành chính với kho bạc nhà nước, chi cục thuế và sở tài nguyên môi trường. Còn trục đường em Vinh đang đứng là trục đường đại lộ rộng 150m. Đó, nguyên vật liệu mà múc ở đây thì sẽ trở ra khu vực Sun World Hà Nam nằm tiếp giáp với khu vực nhà thi đấu của tỉnh ở phía này. Đây là nhà thi đấu anh chị nhé, còn đây là Sun World sẽ góc này. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái khu vực mà chủ đầu tư họ đang thi công cái phân khu san lấp phân khu 1. Đó là cái phân khu bao gồm cả nhà ở thấp tầng, biệt thự liền kề shop house và đặc biệt là cụm tòa nhà ở cao tầng. Còn đây là hình ảnh về cái lòng sông mà đang được chủ đầu tư họ thi công. Anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm bất động sản của Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Em Vinh sẵn sàng hỗ trợ anh chị tư vấn cũng như là anh chị có thể đặt booking trong thời gian tới đây. Còn đây là trục đường Lê Công Thanh anh chị ạ. Và khu vực này thì chủ đầu tư đang thực hiện quây tôn dự án cũng như là đang thực hiện san lấp và ép cọc phân khu cao tầng. Dự kiến để đến tháng 8 của năm 2024 này, tức là khoảng hơn một tháng nữa thì sẽ xong cái khu vực san lấp khu vực này và xong cái công việc đó là thi công ép cọc phân khu cao tầng. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phía xa góc này, đây là cái vị trí ép cọc của nhà cao tầng dự án Sun Urban City Hà Nam. Đó. Còn toàn bộ cái mặt bằng anh chị đang nhìn thấy được trải đá mạt đây thì sẽ là cái phân khu san lấp. Và đây sẽ là phân khu được ra mắt đầu tiên của thành phố tương lai Sun Urban City Hà Nam. Và anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm tại dự án thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đó. Dự án sẽ là một cái khu đô thị đầu tiên của tỉnh. Một khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hà Nam cũng như là thành phố Phủ Lý. Và dự án thì đã được họp khoảng 20 đại lý vào ngày 24 tháng 6 vừa qua và đã có những cái thông tin, những cái hình ảnh đầu tiên về dự án mà chủ đầu tư đã cung cấp. Còn đây là cái mặt bằng phân khu đầu tiên sẽ được chủ đầu tư ra mắt với cái vị trí là nằm giữa trục đường Lê Công Thanh và quốc lộ 1. Thì anh chị có thể nhìn thấy chỗ này sẽ là trường cao đẳng nghề. Và toàn bộ cái trục đường giáp với dự án ở phía ngoài này, cách một con sông thì gọi là trục đường quốc lộ 1A. Còn cái quỹ đất ở đây thì chúng ta sẽ có phân khu cao tầng và phân khu thấp tầng. Đó. Còn đây là cái trục đường Lê Công Thanh kéo dài, trục đường chính của thành phố Phủ Lý. Phía bên kia thì chủ tư cũng đang thi công cái việc mà múc sông, múc một con sông cảnh quan và chúng ta vừa ở khu vực đó ra đây. Còn đây là cái khu vực mà chủ đầu tư họ đang làm cái công tác đó là quây tôn và san lấp dự án.
Anh chị nào quan tâm về các dự án bất động sản của Sun Group Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình, đặc biệt là dự án thành phố tương lai Sun Urban City Hà Nam. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái khu vực Sun Group Hà Nam cũng như là khu vực nhà mẫu của dự án. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực nhà mẫu của dự án, và như em Vinh vừa chia sẻ thì cái khu vực này là một trục đường Lê Công Thanh kéo dài, và phân khu ở đây sẽ là phân khu cao tầng cũng như là các cái sản phẩm thấp tầng của dự án Sun Urban City Hà Nam do tập đoàn Sun Group đầu tư. Và dự án có quy mô là 404,8 hecta, một trong những cái đại đô thị lớn nhất của thành phố Phủ Lý cũng như là tỉnh Hà Nam. Hiện tại thì chủ tư đang thực hiện công việc san lấp. Theo lịch trình thì ngày 17 tháng 8 sẽ có những cái thông tin tiếp theo về dự án, và cái ngày đó cũng là ngày tổ chức chính thức giới thiệu dự án đến các đại lý cũng như là các cái đơn vị bán hàng của chủ đầu tư Sun Group. Và sau những ngày đó thì sẽ có cái khoảng giá rumo, khoảng giá trần về các sản phẩm của dự án để anh chị có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp nhất với túi tiền của mình. Còn ở đây chúng ta đang có cái phân khu mà chủ đầu tư họ đang thi công cái việc múc sông cảnh quan đó. Và chúng ta vừa ở khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thẳng lên khu vực nhà thi đấu để xem cái nhà mẫu của dự án, nhà mẫu thấp tầng của dự án đang triển khai thế nào, và công việc san lấp của khu vực Sun Group Hà Nam tại khu vực nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Và toàn bộ cái trục đường chúng ta đang đi anh chị ạ, trục đường này gọi là trục đường Nguyễn Văn Linh. Trục đường này đi thẳng thế này thì sang cái phía đầu đằng kia hiện tại đang là Hồ Câu, thì sau này sẽ là khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Hà Nam có quy mô là 28 hecta. Còn cái trục đường chúng ta đang đi sau này nó sẽ là cái trục đường đại lộ lớn nhất của tỉnh Hà Nam, lớn nhất của thành phố Phủ Lý, rộng 150m. Và cái vị trí này thì sẽ có một con sông rộng 50m, và hai bên sẽ là cái cảnh quan ven sông và công viên lễ hội. Đó, Sun Group họ sẽ tổ chức các cái lễ hội tại cái khu vực đại lộ 150m này, gọi là cái trục đường lễ hội và sự kiện, đối diện trực tiếp với cơ quan hành chính của tỉnh Hà Nam, cũng do Sun Group phát triển. Cái quỹ đất rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất của tỉnh Hà Nam thì đã giao về cho Sun Group rồi. Và quy mô của dự án thì cũng rất là lớn, lên đến 404,8 hecta. Chúng ta có thể có một cái dự án mà phát triển dài hạn. Trong khoảng 1-2 năm tới đây thì sẽ phát triển đâu đó khoảng mấy chục hecta trước, khoảng 3-40 hecta trước, sau đó thì sẽ phát triển dần. Đây là cái trục đường Điện Biên Phủ, rộng 68m. Và hai bên của cái trục đường Điện Biên Phủ này thì cái quỹ đất chủ đầu tư sẽ phát triển các cái dạng là shop house. Đó, shop house. Các cái dạng mà nhà phố mà có thể kinh doanh được anh chị ạ, thì sẽ phát triển ở hai bên trục đường này, gọi là trục đường Điện Biên Phủ, rộng 68m, kết nối từ bên dưới Liêm Chính qua đến cầu Liêm Chính sang đến Gâu Hà Nam. Và đi thẳng như chúng ta đang đi đây thì sẽ cắt ngoang qua các cái phường như là Lam Hạ, Quỳnh Chân và lên khu vực nhà thi đấu đó. Và hai bên đường sẽ là phát triển những căn shop house. Dự án của Sun Group Hà Nam rộng 404,8 hecta thì không gói gọn vào một khu mà sẽ trải dài từ phường Quang Trung sang Lam Hạ, rồi sang Quỳnh Châu, rồi đến xã Tiên Hiệp. Đó, rất là rộng. Tại vì 404 hec nó rất là rộng, nó tương đương với quận gần bằng cái quận Hoàn Kiếm Hà Nội anh chị nhé, rất là rộng. Và anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm đầu tư của Sun Group Hà Nam với dự án mang tên thương mại là thành phố thời đại Sun Urban City thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Em Vinh sẽ gắn bó với dự án này một cách dài hạn, nên là anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì chắc chắn sẽ được đồng hành xuyên suốt rồi. Chúng ta sẽ rẽ ở đây đi, chúng ta sẽ rẽ ở đây để xem cái khu vực xây dựng Sun Group Hà Nam trước, sau đó chúng ta sẽ ra cái khu vực nhà mẫu. Đây là cái trục đường chạy song song với cái đường Võ Nguyên Giáp ở phía ngoài kia, và trục đường này cũng rất là rộng. Sau này thì chủ đầu tư họ sẽ làm ở đây sẽ là cái công viên thể thao. Công viên thể thao tức là chúng ta có thể tập thể dục thể thao, họ sẽ bố trí các cái không gian để chúng ta vận động, nâng cao sức khỏe.
Và cái điểm này hiện tại vào buổi chiều như chúng ta đang đi đây thì cũng có nhiều các cái bác trung niên, các cái bác cao tuổi nhưng đạp xe quanh khu vực này, đi bộ quanh khu vực này. Bây giờ chúng ta đi thì hơi sớm, thì khoảng hơi muộn hơn một chút nữa thì ra đây sẽ rất là đông. Những cái cư dân của thành phố Phủ Lý họ về đây họ tập thể dục. Và sau này thì chủ đầu tư cũng biến nơi đây thành cái công viên thể thao anh chị ạ. Và Sun World Hà Nam là một cái điểm đến thực sự là sẽ tạo ra một cái điểm đến thực thụ dành cho người dân của tỉnh Hà Nam nói riêng, cũng như là người dân của các tỉnh lân cận nói chung. Một cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm cả về văn hóa, cả về vui chơi giải trí nữa. Đây là cái cổng của Sun World Hà Nam anh chị nhé. Phía xa kia là khu vực nhà mẫu. Đó. Đây là cổng của Sun World Hà Nam, chủ đầu tư thì họ chưa lên biển. Họ chưa có treo biển tại đây. Phía xa này sẽ là khu vực nhà mẫu anh chị ạ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu vực nhà mẫu cho nó gần hơn. Chúng ta đang đứng ở khá là xa khu vực nhà mẫu và góc của Sun World đằng này. Bây giờ cái công việc săn lấp sẽ không đổ ở cái vị trí đằng này nữa, mà họ đổ ở cái trục đường Võ Nguyên Giáp. Đó, đây là một cái xe đất vừa chở đất từ khu vực trục đường đại lộ 150m đường Nguyễn Văn Linh để ra để săn lấp ở khu vực Sun World này. Một cách cũng bố trí rất là hay, đào một con sông ở giữa để làm cảnh quan, vừa đẹp cho cái trục đường 150m mà chúng ta còn có cái lượng khối đất đá của dự án có thể mang để san lấp ở cái trục đường Võ Nguyên Giáp Sun World Hà Nam này nữa. Chúng ta đang chạy trên là cái, đây là cái trục đường cắt ngang của Võ Nguyên Giáp và cái đường sau nhà thi đấu. Nó chưa có tên, còn cái đường Võ Nguyên Giáp phía ngoài này thì có tên rồi. Đó, đây, bây giờ họ săn lấp, họ đi từ cái cổng này vào anh chị ạ. Đổ rất nhiều đất đá rồi đây, khu vực săn lấp của cổng này. Đó, đây, khu vực này đang săn lấp anh chị nhé. Vẫn có bò, vẫn săn lấp và phía xa sẽ là khu vực nhà mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ ra đến cái khu vực nhà mẫu. Hiện tại thì nếu mà chia ra cái đơn giá mét vuông đất nền của Lam Hạ sẽ rơi vào khoảng 40 triệu một mét, trung bình khoảng 40 triệu một mét anh chị ạ. 40 triệu một mét đất nền, đất không. Và dự án như Osaka Hà Nam mở bán thì sẽ từ 42 đến khoảng 45 triệu một mét vuông. Còn với dự án của Sun Group Hà Nam thì sẽ bao gồm đơn giá đất, đơn giá xây dựng và đơn giá hạ tầng nữa, nên tổng cái giá bán nó sẽ cao hơn. Theo em Vinh, tổng giá bán dự kiến của Sun Group Hà Nam sẽ rơi vào khoảng từ 90 đến khoảng 100 triệu một mét. 90 đến 100 triệu một mét, bao gồm cả nhà xây dựng 5 tầng. Với cái mô hình nhà mẫu này hiện tại thì đang là cái mẫu nhà liền kề 5 tầng anh chị ạ. Chúng ta đang di chuyển đến cái khu vực nhà mẫu rồi. Và cập nhật gọi là cập nhật mới nhất đến anh chị những cái hình ảnh về tiến độ của dự án Sun Group Hà Nam, mặc dù là chưa chính thức ra hàng nhưng mà đang có những thông tin đầu tiên rồi và đã có kế hoạch ra hàng trong thời gian tới đây. Nên là em Vinh cập nhật tới anh chị, và anh chị quan tâm thì anh chị vui lòng liên hệ ủng hộ em Vinh một căn. Em Vinh quê quán thì ở Hà Nam rồi. Và anh chị nào đối tác cộng tác viên thì anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây, chúng ta đến cổng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong khu vực của nhà mẫu. Đây là khu vực Sun Group Hà Nam, khu vực nhà mẫu bao gồm những cái căn liền kề cao tầng có chiều cao là 5 tầng và đang được chủ đầu tư hoàn thiện. Sau khoảng vài ngày thôi, khoảng 5-7 ngày chúng ta quay trở lại thì cái tiến độ nó đã rất là khác rồi. Tiến độ được cập nhật mới nhất vào những cái ngày cuối cùng của tháng 6. Đó, đây chủ đầu tư đã làm một cái con sông ở cạnh nhà mẫu rồi, rất là lạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy nhà mẫu xây 5 tầng rồi. Bên này là quỹ đất nhà ở 6,5 hectare và phía xa bên này thì sẽ là cái đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ở đây thì sẽ là những cái căn shop house để kinh doanh hoặc là những cái căn liền kề để ở anh chị ạ. Còn cái quỹ đất ở bên này chúng ta có thể nhìn thấy Sun World Hà Nam. Đây chính là khu vực 20 hectare công viên Sun World Hà Nam với cái tên gọi là công viên chủ đề múa rối nước.
tức là sẽ có một cái công viên mang hình thức là chủ đề và sẽ có những cái show diễn múa rối nước tại đây. Bên cạnh đó là sẽ có công viên nước và các cái trò chơi nữa. Quy mô là 20 hectare, còn anh chị có thể nhìn thấy chỗ này sẽ là nhà thi đấu tỉnh. Chạy xung quanh nhà thi đấu tỉnh thì sẽ là công viên thể thao. Và đây là tiến độ mới nhất về dự án Sun Urban City, thành phố tương lai của Sun Group Hà Nam. Khu vực này chúng ta đang cập nhật tiến độ, đó là khu vực Sun Group Hà Nam với cái công việc là san lấp mặt bằng. Dự kiến hoàn thiện Sun Group Hà Nam sẽ rơi vào khoảng tháng 6 của năm 2025, tức là khoảng 1 năm nữa. Còn đây là công trường nhà mẫu với chiều cao là 5 tầng. Như anh chị nhìn thấy những cái căn liền kề cao 5 tầng. Và chủ đầu tư đang hoàn thiện sơn chát mặt ngoài. Anh chị nào đang quan tâm về các sản phẩm của Sun Group Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh để em Vinh có thể tư vấn thêm cho anh chị về các loại hình sản phẩm cũng như là cái khung giá bán cơ bản để anh chị có thể nắm được thông tin. Về giá chính xác của từng sản phẩm của dự án thì hiện tại chủ đầu tư chưa công bố. Chúng ta sẽ dựa trên những cái đơn giá về đất nền cũng như là những cái giá của đất của thị trường thì chúng ta sẽ tạm tính những cái đơn giá dự kiến thôi. Còn hiện tại chủ đầu tư chưa công bố chính thức giá. Và sau cái ngày mà công bố chính thức dự án đến toàn bộ các cái đại lý bán hàng của Sun Group thì chúng ta sẽ có cái khoảng giá rumor, khoảng giá về các loại hình sản phẩm của dự án Sun Group Hà Nam. Và anh chị quan tâm về các sản phẩm thì anh chị liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hy vọng sẽ lựa chọn được một cái căn nhà ở ưng ý nhất cho anh chị. Và anh chị nào đầu tư thì chúng ta cũng nhanh chân chúng ta mua những sản phẩm ở đợt 1 thì bao giờ cũng có đơn giá tốt nhất để anh chị có thể đầu tư trung hạn và dài hạn. Với một khu đô thị được đầu tư có thể nói là bài bản nhất của tập đoàn Sun Group từ trước đến nay. Và Hà Nam đang là cái điểm mà được chủ đầu tư Sun Group lựa chọn với hai cái bệnh viện quy mô 10.000 tỷ. Dự kiến thì Viện Bạch Mai sang năm sẽ được đi vào hoạt động, còn Viện Việt Đức thì hiện tại chưa có thêm thông tin. Nhưng đó cũng là một cái tín hiệu tích cực nhất để dự án Sun Group sẽ là nơi trung tâm mới đón hàng nghìn lượt khách, không chỉ đến để ở, không chỉ những người dân Hà Nam mua để ở, chúng ta còn có những cái khách du lịch thập phương. Với Hà Nam sở hữu một cái vị trí là cửa ngõ phía nam của thành phố Hà Nội cũng như là Sun Group 18 hố rồi Sun Group Hà Nam, một trong những cái điểm đến nổi bật của Hà Nội. Hiện tại thì xung quanh Hà Nội chưa có nhiều cái điểm đến để chúng ta có thể vui chơi, giải trí thì Sun Group Hà Nam sẽ là một cái điểm đến để chúng ta có thể trải nghiệm cái văn hóa múa rối nước cũng như là khám phá cái không gian một mảnh đất đầy tính di sản như Hà Nam với nhiều các cái công trình, điểm nhấn sẽ được chủ đầu tư thiết kế như quảng trường chống đọi tại khu vực Sun Group này. Và đây là hình ảnh nhà mẫu Hà Nam. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về tiến độ mới nhất của dự án Sun Group Hà Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại cái khu vực trung tâm của dự án. Ở đây thì nó chỉ là cái khu vực nhà mẫu thôi. Và trong giai đoạn 1 của dự án Sun Urban City, thành phố thời đại của Hà Nam, dự án Sun Hà Nam ấy, thì chủ tư cũng chưa mở bán cái khu vực này chị ạ. Sẽ mở bán cái quỹ đất ở cạnh quốc lộ 1A và trục đường Lê Công Thanh trước. Còn cái trục này hiện tại thì đang xây dựng nhà mẫu thấp tầng thôi, và nó tiếp giáp với Sun Group Hà Nam. Quỹ đất này thì hoàn toàn nó là quỹ đất sạch anh chị ạ, quỹ đất ruộng rồi. Trục đường chúng ta đang đi là trục đường Võ Nguyên Giáp. Chúng ta đi đến đây thì chúng ta quay đầu lại. Có dự án Sun Group là xung quanh dân xây nhà lên rất là nhiều. Đây là trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Cái trục đường này mà nếu vào cái mùa thể dục thể thao SEA Games hay là những cái đại hội lớn ấy, thì cái nhà thi đấu tỉnh này đón rất là nhiều khách đến. Nên là cái trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này họ làm cũng rất là to. Khu đô thị của Sun Group Hà Nam, Sun Urban City hiện tại đang là một trong những cái sản phẩm được đầu tư với quy mô lớn nhất của tỉnh Hà Nam.
Nếu anh chị nào thuộc đang sinh sống tại thành phố Phủ Lý hay tỉnh Hà Nam thì anh chị cũng biết rồi, Hà Nam chúng ta chưa có một cái khu đô thị nào được đầu tư một cách bài bản và nghiêm túc nhất. Thực ra là trước đây thì có Vingroup họ về rồi, nhưng họ chỉ có làm cái khách sạn Vinpearl và trung tâm thương mại Vincom ở trên đường trục đường Biên Hòa ấy, thì cái quy mô nó cũng gọi là quá là nhỏ, nó chỉ là một tòa nhà, nó không có phải là một khu đô thị. Và Sandup Hà Nam này thì chúng ta có đa dạng các loại hình sản phẩm, từ biệt thự, từ shop house, từ liền kề và các cái diện tích khác nhau, mang đến nhiều cái sự lựa chọn cho khách hàng, cho cái nhu cầu mà anh chị có thể mua để ở thật, mua để đầu tư hay là mua để dành, mua làm của để dành thì nó đều phù hợp. Với quy mô rộng lớn và được chủ đầu tư uy tín như Sandup họ làm thì kỳ vọng rất là lớn từ người dân, từ khách hàng và đặc biệt là những người bán hàng như em thì cũng kỳ vọng đây sẽ là một khu đô thị phải nói là đẳng cấp nhất. Và nếu có điều kiện thì ai cũng mong muốn được sở hữu một sản phẩm, một căn nhà ở đây. Thứ nhất là chúng ta được an ninh, an toàn, đảm bảo. Thứ hai là một khu đô thị thì bao giờ cái cuộc sống nó cũng sẽ rất là văn minh. Và những cái vệ tinh, những cái khu đất vệ tinh xung quanh thì cũng hưởng những cái tiện ích của khu đô thị như công viên công cộng, công viên thể thao, công viên sinh thái, đúng không ạ? Rất nhiều các tiện ích, công viên săn gua, nó cũng sẽ là một cái điểm đến về du lịch. Đặc biệt là mùa hè thì cái công viên nước phải đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nếu mà săn gua mở cửa. Hiện tại thì anh chị cứ để ý ở quanh Hà Nội chúng ta không có quá nhiều cái điểm mà tiện kết nối để khách hàng cuối tuần chúng ta có thể về nghỉ ngơi, có không gian nghỉ ngơi, có không gian để cho con cái vui chơi giải trí. Hiện tại đang có Vinhome Ocean Park 23 ở bên Hưng Yên, đi từ nội đô ra thì sẽ mất khoảng 20 đến 30 phút, còn từ nội đô mà chúng ta di chuyển về đến Hà Nam chúng ta sẽ mất khoảng 1 tiếng. Nhưng hạ tầng đi rất là đẹp, đi đường không giờ lo sợ bị tắc cả. Đây là trục đường 68 kết nối từ nhà mẫu, từ đường đại lộ Võ Nguyên Giáp về đến trục đường, đi qua trục đường 68 này thì sẽ kết nối về ngược lại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Hà Nam, cũng như là cái quỹ đất phát triển dự án chạy quanh cái khu vực trung tâm hành chính tỉnh, trục đường đại lộ 150m, trục đường của lễ hội và sự kiện rất là đẹp. Sau này thì ở đây cái đường này mở rộng ra khoảng 2-3 làn nữa thì thực sự đây là một cái con đường rất là rộng và sẽ là cái đường giao thông huyết mạch của thành phố Phủ Lý. Và quy hoạch cũng vậy, đây cái gọi là cái trục đường hành lang kinh tế ấy chị ạ, sẽ kết nối từ trung tâm thành phố lên đến cụm công nghiệp Đồng Văn, gọi là trục đường hành lang kinh tế. Và đặc biệt ở bên phải sẽ là trục đường quốc lộ 1A cũ và bên trái sẽ là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, ba trục đường chạy song song với nhau. Trục đường này chúng ta gọi là trục đường nội khu thôi, sẽ kết nối chủ yếu ở trong tỉnh, còn 1A hay là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì sẽ kết nối sang các tỉnh khác nữa, kết nối toàn quốc. Và đặc biệt là cái tuyến đường sắt mà chính phủ đang dự kiến đầu tư 51 tỷ đô sẽ chạy qua ga Phủ Lý Hà Nam. Đó, tuyến đường sắt Bắc Nam ấy. Chúng ta đã về với cái khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Hà Nam rồi. Bây giờ anh chị nhìn thì đúng là nó chưa có gì thật, nó chưa có gì cả. Nó vẫn là đất ruộng, nó vẫn là cái không gian gì nó vắng vẻ và chủ yếu là đất và cây thôi. Nhưng mà chúng ta cứ để những hình ảnh này, em Vinh ở đây và em Vinh đã phát triển rất nhiều dự án của Sandup rồi. Những cái điểm đến như trước đây sẽ là bãi kem Mũi Ông Đội, khi mà em bước chân đến ấy, thì nó cũng chả có gì cả, nó chỉ là một cái mảnh đất. Và câu chuyện là sau từ 3 đến 5 năm nó sẽ thành một cái gì đó, chúng ta đến chúng ta sẽ thấy nó rất là khác. Một khu đô thị mới mọc lên rất là đẹp, nhìn thì ai cũng thích. Kể cả bây giờ như Phú Quốc, sau khoảng 7 năm em Vinh làm tại thị trường Phú Quốc quay trở lại thì vẫn trong trái tim vẫn có một cái cảm nhận gọi là cái sự thay da đổi thịt của thành phố Phú Quốc. Và hy vọng là thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam quê hương mình thì cũng sẽ thay đổi một cách ngoại mục như vậy. Ai đi xa thì cũng sẽ có quê hương thứ hai, thứ ba, nhưng mà chắc chắn là sẽ cần cái quê hương cội nguồn của mình. Thì dù đi đâu thì cũng phải hướng về thôi, anh chị có đi xa thật xa thì vẫn phải hướng về. Và nếu anh chị nào có điều kiện sở hữu những cái bất động sản tại Việt Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Bởi vì em biết là rằng là nhiều anh chị không, hiện tại là đang không ở Việt Nam
và anh chị có thể ở những cái nước nước ngoài, Đức, Séc. Và em Vinh cũng bán nhiều sản phẩm rồi cho nhiều anh chị gọi là Việt Kiều đấy, quê ở Hà Nam, có thể là đang sinh sống ở bên Đức, ở bên Pháp, bên các cái nước khác ở bên châu Âu hoặc là châu Á, và có cái nhu cầu là đầu tư về quê hương để thứ nhất là cái tiền của mình để tích được cái tài sản riêng cho mình, cho những thế hệ sau, hay là tích mà tài sản để về sau nếu mà mình có quay trở lại quê hương mà mình có tuổi rồi, mình muốn nghỉ ngơi, mình muốn ở quê hương, thì nó cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là đúng đắn. Và bất động sản là một trong những cái sự lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời. Với cái dòng tiền của anh chị, chúng ta sẽ tích được cái số tiền nó chắc chắn và số tiền lớn. Đây là cái trục đường khu vực này sẽ xây dựng trung tâm hành chính tỉnh. Còn đối diện bên kia thì chúng ta vừa xem ở đoạn trước clip rồi, thì anh chị cũng biết là khu vực đó sẽ là trục đường 150m, trục đường sự kiện lễ hội. Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm bất động sản của Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hiện tại thì các đại lý đã bắt đầu nhận đặt chỗ dự án. Tức là khi mà anh chị đặt chỗ ấy, thì chúng ta khi các đại lý được mở bảng hàng thì anh chị sẽ được nhận cái quyền được mua căn nhà hay không. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đặt chỗ 50 triệu một booking, gọi là booking. 50 triệu một booking dành cho các sản phẩm thấp tầng và 30 triệu một booking dành cho các sản phẩm cao tầng. Thì khi mà ra các cái sản phẩm theo đúng ý của anh chị, thứ nhất là về cái giá bán nó sẽ nằm ở trong khung giá, ví dụ như từ 80 đến 100 triệu một mét vuông dành cho thấp tầng, và vị trí là trục đường mà trục đường lớn, đúng không ạ? Trục đường lớn hoặc là trục đường nhỏ, chiều cao là 5 tầng. Đó. Thì anh chị có quyền chúng ta được giới thiệu cái căn đấy trước. Sau đó thì sẽ đến các cái khách hàng mà họ chưa đặt booking. Thì anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm của chủ đầu tư Sun Group Hà Nam với dự án Sun Urban City Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đó, đây là cái không gian của trục đường 68m. Đi đến đây chúng ta đã đến Go Hà Nam rồi anh chị ạ. Nhiều anh chị nào chưa về Hà Nam thì hy vọng anh chị xem clip của em Vinh thì anh chị cũng có thể hình dung rất là dễ của dự án thôi. Rất dễ dàng để hình dung dự án chạy theo trục đường 68 và trục đường Lê Công Thành. Ở đây là Go Hà Nam, anh chị đỏ bên này là Go Hà Nam. Go Hà Nam. Còn ở phía bên này chúng ta sẽ có cái đất gọi là đất người giàu của Lam Hạ, thì người ta ở khu vực đường này đối diện với Go Hà Nam. Bục binh Go Hà Nam, chúng ta xuống đây thì sẽ đi thẳng lên phía cầu Liêm Chính và sang bên kia sẽ là đường Lê Duẩn, đường 42, gọi là đường 42. Còn đi thẳng này sẽ là sang đến Lê Duẩn, đường 42 và xuống Liêm Trung, kết nối ra Việt Đức với Bạch Mai anh chị nhé. Đường 42 Lê Duẩn sẽ kết nối ra bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai. Và anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm của dự án Sun Group Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ ngay với em Vinh qua số hotline trên màn hình để em Vinh có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất từ chủ tư dành cho anh chị. Đặc biệt là anh chị có thể đặt booking để giữ chỗ nếu anh chị có nhu cầu mong muốn đặt booking. Cái bảng hàng của cái đợt đầu tiên bao giờ cũng sở hữu cái đơn giá tốt nhất để anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư ấy, thì cái bảng hàng có đơn giá tốt nhất sẽ phù hợp nhất với anh chị. Còn các cái đợt bảng hàng sau thì chắc chắn cái đơn giá nó sẽ tăng lên một chút, nó sẽ tăng theo cái tiến độ của dự án. Khi mà anh chị mua trên giấy, chúng ta mua một căn nhà mới đang làm móng thì sẽ có cái đơn giá khác. Còn khi mà anh chị đã mua mà họ xây thành cái nhà rồi thì cái đơn giá nó sẽ khác. Đây là cầu Liêm Chính. Chúng ta đang đi ở cái nhịp cầu làm rồi. Cái nhịp này thì đã làm từ năm 2013, 2014. Còn cái nhịp bên kia cầu Tháp đang làm một cái nhịp tiếp theo ấy. Thì là hai nhịp. Hai nhịp nó mới rộng 68m được. Hai nhịp nó sẽ chia được khoảng 5 làn xe, 4 hoặc 5 làn xe.
Hiện tại nó đang là chỉ có một bên nhịp cầu, nó giống cầu Vĩnh Tuy Hà Nội mới làm thêm một nhịp ở bên kia nữa. Thì cầu Liêm Chính thì cũng vậy, họ đang làm thêm một nhịp ở bên kia nữa. Chỗ này cái tòa cao này thì hình như là cái tòa 13, 12 tầng của VNPT. VNPT hay là BIDV. Tòa văn phòng. Còn đi thẳng xuống này thì sẽ là khu vực Liêm Trung, đường 68m kết nối. Còn chúng ta rẽ phải thì sẽ ra quốc lộ 21A, rẽ trái sẽ ra 21B và bệnh viện Việt Đức cũng như là bệnh viện Bạch Mai. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực đó. Anh chị nào quan tâm các sản phẩm bất động sản của Sunroof Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Với cái hệ sinh thái bệnh viện và mới nhất thì Sunroof họ cũng đã chính thức khai trương cái bệnh viện Sun Hospital, Sun International Hospital ở khu vực ngoại giao đoàn, thì nó đóng góp thêm vào cái hệ sinh thái của Sunroof. Ở khu vực ở dưới này, đường Lê Duẩn này, sẽ có cái bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh viện mắt Hà Nội và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Chúng ta đang chạy ở trục đường 42 và sẽ đến cái nút giao Liêm Tuyền. Sau này khi cái nút giao Phú Thứ hoàn thiện ấy, thì cái nút giao Liêm Tuyền này chúng ta sẽ không đi cái nút giao Liêm Tuyền này nữa, chúng ta sẽ đi thẳng cái nút giao Phú Thứ xuống thẳng đến khu vực nhà thi đấu và chạy theo đường 68 là chúng ta sẽ vào khu đô thị Sun Urban City Hà Nam. Chúng ta không phải di chuyển theo cái trục đường nút giao Liêm Tuyền này nữa. Đó, đi thẳng đường này chúng ta sẽ vào quốc lộ 21B, rẽ phải sẽ ra quốc lộ 21A hay là vào cao tốc Hà Nam Ninh Bình. Còn rẽ trái thì sẽ lên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để lên Hà Nội. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm và hy vọng anh chị nào quan tâm về sản phẩm thì liên hệ với em Vinh. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị tại dự án tại Sun Urban City Hà Nam, tại Sunroof Hà Nam. Xin chào.